đây tôi lại đi bắt ong. Đấy, đây đồ đồng nghề bếp. Bắt đầu bật lửa rồi nhá. Rồi cho thêm thuốc ong vào. Hôm nay trời không nắng lắm, nhưng mà chắc không có đấy. Qua mới đốt thử ở vườn, ở sân nhà được một con, rất rồi đây. Thuốc này để lâu rồi, thuốc để lâu đóng cục rồi. Đấy những cái này tôi cho nhiều thuốc. Lên khói rồi đấy. Rồi chờ đợi. Đây là chiếc vạt. Đây, khi nào ong đến thì vạt. Rồi, để đây. Nếu mà có ong đến thì tầm độ 5-10 phút là nó đến thôi. Nhưng hôm nay trời dâm này thì không thấy gì nhỉ. Thôi bây giờ tranh thủ ăn cái bánh cái đã. Chưa ăn sáng. Trong lúc chờ ong ra thì tranh thủ ăn cái bánh. Đây là chai nước. Đây là bánh. Chú ăn cái bánh. Chưa thấy ong đến nhỉ?
cái đẹp này mà không thấy ong đây. Một mình một chỗ bắt ong thế này mà không thấy con nào nhỉ? Một mình một chỗ ra đây bắt ong thì không sợ Covid. Ở bên kia có hai ông câu cá cả, hai ông kia trốn dịch đi câu cá cả. Nhưng nhiều cá chưa các bác ơi? Hai ông này rất ham câu cá nhá, mỗi hôm câu ở đây là cũng được những con cá chép to đấy. Hôm nay mình bắt ong ở bên này, còn câu ở bên kia. Một mình một chỗ bắt ong này, vợt này. Đây là đồ nghề bếp này. Thời tiết đẹp thế này mà không thấy con nào. Tốt được độ 5 phút rồi mà không thấy ong bay ra đâu. Ở giữa một cánh đồng như thế này. Quang cảnh rất là đẹp. Thời tiết cũng đẹp. Bắt mấy con ong về để ngâm rượu mà không được.